cách mạng ở địa phương. Từ năm 1952 đến năm 1954, ông được phân công là ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo xây dựng lực lượng tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp ở huyện Tây. Rồi ông tham gia là ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy Mỹ Tho. Từ năm 1962 đến năm 1965, ông được tổ chức điều động là phó ban tổ chức khu ủy phường 8. Tháng 12 năm 1965, trong chuyến công tác tại đảng bộ Gò Công, ông bị mật thám theo dõi, chỉ điểm, chúng dẫn lính truy lùng, khui nắp hầm nơi ông và 6 đồng chí khác cùng trong tổ công tác đang trú ẩn. Ông cùng đồng đội anh dũng chiến đấu và hy sinh. Có người lính mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo, có người lính mùa xuân ấy ra đi từ đó không về, dòng tên anh khắc vào đá núi, mấy ngàn hoa bấm cây tre. Quá trình công tác, ông được tặng huân chương.